Cuối cùng thì công cụ tạo model ballet siêu mạnh mà mình chờ đợi bấy lâu cũng ra mắt rồi các bạn ơi. Nó có thể giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Thay vì việc mình phải ngồi dựng model hàng giờ liền, thì bây giờ chỉ cần một vài tấm ảnh thì mình có ngay một model ballet đẹp, chi tiết mà lại hoàn toàn miễn phí. Đây là công cụ của Tencent, vừa mới ra mắt phiên bản 2.5 và thực sự là rất đáng để thử. Giờ mình sẽ demo trực tiếp để các bạn thấy được sức mạnh của nó nhé. Mình có thể sử dụng email để đăng nhập vào trong web. Sau đó kích vào đây để nhận mã code về email. Mình paste lại mã code vào đây để đăng nhập nhé. Link trang web thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Ở giao diện trang web thì mình nhìn thấy luôn mục bên trái, đó là mục tạo model từ ảnh. Mình sẽ có hai mục: Single Image tạo model từ một ảnh và Multiple Image khi mà mình có nhiều ảnh tham chiếu, ví dụ như là ảnh mặt trước, mặt sau, mặt trái và phải. Như vậy thì model sẽ có độ chính xác cao hơn. Ở đây thì mình cũng sẽ có một phần, đó là tạo model từ câu lệnh prompt. Mình click vào đây để xem cái cấu trúc của prompt nhé. Đó là chủ thể này, tính chất chủ thể và phong cách tạo ra. Hoặc mình có thể click vào đây để tạo ra một lời nhắc ngẫu nhiên. Hiện tại thì phần model là phiên bản 2.5, cũng là phiên bản cao nhất thì mình không cần chỉnh sửa gì nhé. Ở phần tạo map thì mình cũng để mặc định để nó tạo map cho mình luôn. Và phần texture style thì mình có thể chọn theo bất kỳ cái dạng nào mình mong muốn. Ok, bây giờ mình sẽ sang với mục được chờ đợi nhất, đó là tạo model từ ảnh. Bởi vì tính năng này thì nó phù hợp với dự án thực tế hơn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành test phần single image trước. Ảnh bên trái sẽ là một cái ghế với nền khá là khó, tức là trùng với những sản phẩm khác, để mình xem là liệu con AI này có thể tách nền tốt không. Với ảnh bên phải là một cái ảnh nền trắng, không bị dính một cái vật thể nào, theo cái khuyến nghị của website. Xong rồi thì mình ấn Generate Now nhé. Mình thấy rằng việc tạo cái ghế có vẻ lâu hơn, một phần là do việc nó phải tách cái nền. Cái thứ hai là đôi khi nó có thể do phần cứng của website nó có quá tải hay không. Bây giờ thì mình sẽ xem qua một vài cái tính năng, một vài cái thông số ở trên màn hình nhé. Đầu tiên là phần texture, mặc định thì nó sẽ hiển thị cho mình về vật liệu, ánh sáng. Mình cũng có thể xem chế độ white mode. White mode là mình xem về chế độ khối. Cái khối thì mình thấy ở đây là cái khối này nó thể hiện khá là rõ nét. Phần nếp nhăn các thứ này, cho nên là con AI này mình đánh giá là nó có thể tạo ra những cái model cực kỳ chi tiết. Tiếp theo là albedo, là về phần vật liệu, màu sắc diffuse. Tiếp theo là map normal. Ở đây thì bên này thì phần download format mình có thể tải các cái định dạng file về. Ví dụ như là GLB thì thông thường thì dùng cho Blender mình có thể dùng file GLB. FX mình có thể dùng cho 3DMark, STL cho ZBrush. Tất nhiên là mình có thể dùng định dạng này cho phần mềm kia cũng được, không vấn đề gì nhé. Ở đây thì là cái ảnh tham khảo, ảnh mà mình đã đưa lên này. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra về chất lượng model nhé. Đầu tiên mình sẽ xem cái phần tựa tay bên tay trái này. Nó đã suy luận dựa vào phần tựa tay bên tay phải đúng không? Cực kỳ thông minh. Tiếp theo phần sau lưng này. Sau lưng mặc dù không có dữ liệu ảnh, tuy nhiên nó đã dựa vào những cái dữ liệu được training AI ấy, nó bám khá sát thực tế. Ở phần nếp nhăn thì nó không có đối xứng mà nó để một cách tự nhiên như ảnh thực tế này. Cái việc mà để tạo nếp nhăn này nó khá là khó và đòi hỏi kỹ năng khá là cao. Ở đây mình đã test hai mô hình mà đòi hỏi cái kỹ năng dựng hình khá là tốt. Như vậy thì mình cũng có hoàn toàn có thể dựa vào model này để phát triển lại. Mình có thể topology lại ở trong 3DSmart. Rất là tuyệt vời và mình không biết nói gì nữa. Quá là điên rồ. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần hoa văn này. Nhìn qua thì mình sẽ thấy là cái phần vật liệu khá là chính xác. Phần model nó uốn khá là tốt. Và từ độ cong của hoa đến cái độ uốn độ phồng của lá này. Tuy nhiên thì có một số điểm nó chưa được chuẩn lắm. Ví dụ như phần hoa chẳng hạn này, mình sẽ phải sửa lại. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì cái tổng thể này nó đã giúp mình tiết kiệm được khoảng cỡ 70% rồi. Bây giờ mình có thể hoàn toàn phát triển tiếp bằng cách là đưa vào những phần mềm điêu khắc để mình sửa lại, như là ZBrush hoặc là Blender hoặc là một số phương pháp khác. Theo kinh nghiệm của mình, để mà dựng được một cái model mà cơ bản như thế này nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Và chưa kể là cần có khá là nhiều kỹ năng để mà ra được một cái mô hình mà nó uốn mềm mại như thế này nhé. Thực sự không thể tin được. Bây giờ thì mình sẽ so sánh chất lượng của Single Image và Multiple Image nó khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên sẽ là cái dáng của model. Về cơ bản thì dáng model hai bên cũng khá là giống nhau. Tất nhiên là đối với cái Multiple Image nó sẽ cho mình một chất lượng cao hơn, một cái chi tiết tốt hơn, bởi vì nó được nhiều ảnh, nó có nhiều ảnh tham khảo. Từ phần mặt bên này, phần bên trên này. Tiếp theo là phần mặt sau này. Rõ ràng bởi vì mặt sau của Single Image nó không có đủ dữ liệu mà, nên là nó chỉ suy luận được như này thôi. Vậy thì rõ ràng Multiple Image nó sẽ cho một cái chi tiết tốt hơn. Ở đây có một phần gối mình có thể để ý này.
cái multiple image lại bị sai về texture, bởi vì là ở mặt bên này này nó có một dữ liệu, cho nên là khi mà nó ghép vào á nó có thể bị sai lệch một chút. Còn với single image nó chỉ có một dữ liệu như này thôi, trên đó phần texture nó sẽ chuẩn hơn một chút. Nhưng mà mình ở trường hợp như này này, mình sẽ yêu cầu cao hơn, mình sẽ ưu tiên về phần hình khối hơn nhé. Ví dụ như này chẳng hạn này, cái thằng single image nó đang bị lỗi này, multiple image nó cho một kết quả tốt hơn. Tất nhiên là khi mình mỗi lần mình gen ấy, thì nó sẽ ra một kết quả khác nhau, cho nên khi kết quả không tốt mình hoàn toàn có thể ấn gen lại nhé. Vậy thì đâu chính là giới hạn của việc tạo model bằng AI? Mình sẽ test thử với hai sản phẩm này nhé, để xem nó có thể thay thế hoàn toàn phương pháp dựng truyền thống hay không. Đầu tiên đó chính là phần thiếu dữ liệu. Ví dụ như phần góc ảnh chẳng hạn, nó đang bị thiếu dữ liệu đúng không? Và đây là vấn đề thường xuyên xảy ra khi mình làm dự án thực tế. Bằng phương pháp vẽ truyền thống thì mình hoàn toàn có thể tận dụng các cái ảnh, các chi tiết rời rạc để vẽ. Tuy nhiên nếu mình sử dụng một AI thì nó chưa thể làm được như vậy. Cho nên là cái quan trọng là cái dữ liệu đầu vào của ảnh đầu tiên ấy, nó phải đầy đủ. Cái thứ hai là giới hạn về chi tiết. Một sản phẩm mà nó quá nhiều chi tiết như này, trong khi AI nó chỉ tạo được tối đa khoảng cỡ 500.000 poly thôi, thì rõ ràng nó không thể đáp ứng được các chi tiết nhỏ như này được, đúng không? Nó chỉ tạo được một cái khối về cơ bản nó chỉ như này thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ xem cái sản phẩm mà khi mình dựng thủ công. Đây là một sản phẩm mà mình đã dựng năm 2014. Dựng bằng phương pháp thủ công thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát được lưới, khối. Mình có thể chỉnh sửa model bất kỳ lúc nào bằng cách bật tắt các cái câu lệnh, hay là đưa model về chế độ low poly bằng cách là tắt phần turbo smooth. Và đây là điều mà AI không thể làm được. Và tiếp theo là một sản phẩm nữa. Ngoài việc bị giới hạn về các chi tiết, số lượng poly, thì sản phẩm này cũng bị một giới hạn nữa, đó là chất lượng của ảnh. Rõ ràng chất lượng của ảnh này không có tốt, các chi tiết nó không thể hiện rõ được. Trên này các chi tiết này nó chỉ được tạo tối đa như này thôi. Và khi mà mình không đủ dữ liệu bằng mặt đằng sau thì nó sẽ tạo ra một cái model khá là kỳ quặc. Và đây là model mình dựng thủ công trong 3ds Max năm 2017 bằng phương pháp xử lý lưới khối. Như nãy mình đã nói, dựng thủ công thì mình có thể kiểm soát được vấn đề lưới khối và có thể vẽ tất cả các chi tiết dựa trên hình ảnh tham khảo rời rạc. Và quan trọng hơn là mình có thể chỉnh sửa model bất kỳ lúc nào một cách dễ dàng nếu có feedback. Model này thì mình vẽ bằng phương pháp dựng phối cảnh, cho nên tỷ lệ giữa các chi tiết nó khá là chính xác. Bây giờ thì mình sẽ xem qua về lưới nhé. Mình có thể thấy được là các chi tiết lớn thì lưới sẽ ít hơn và các chi tiết nhỏ thì lưới sẽ nhiều hơn để tập trung đẩy các chi tiết đấy lên và phân bổ lưới làm sao cho tối ưu nhất. Hoặc ví dụ như phần này, mặc dù dữ liệu ảnh không có rõ nét, tuy nhiên thì mình hoàn toàn có thể phân tích nó ra được để vẽ. Và đối với những dữ liệu bị thiếu thì mình hoàn toàn có thể suy luận ra một cách hợp lý, thay vì cách vẽ khá là vô lý của AI, bởi vì có thể nó chưa được training những cái dữ liệu như thế. Ngoài ra, việc dựng hình thủ công thì mình hoàn toàn có thể chủ động việc tách khối theo tính chất vật liệu, bởi vì AI nó gộp tất cả các chi tiết vào một đối tượng. Như vậy thì việc mình làm lại vật liệu sẽ rất là khó. Bằng phương pháp dựng thủ công thì phần nền xi măng và tượng mình đã tách thành hai đối tượng riêng. Nó giúp cho việc unwrap và làm vật liệu trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Tiện thể thì mình cũng đang mở cái lớp học về dựng hình kiến trúc, sản phẩm nội thất, decor bằng 3ds Max, ZBrush, Marvelous Design và một số plugin hỗ trợ. Trong khóa học thì bạn sẽ được học bài bản từ modeling, UV cho tới render sản phẩm bằng Corona hoặc V-Ray. Hơn nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn những kinh nghiệm thực chiến trong nghề để bạn có thể phát triển hơn trong lĩnh vực này. Từ việc báo giá, làm việc với khách hàng, quản lý dự án từ nhỏ tới lớn, xây dựng workflow tối ưu hóa công việc để bạn làm việc hiệu quả từ cá nhân, với team, quản lý hay vận hành một team. Nếu như bạn quan tâm, hãy kéo xuống phần mô tả của video, có đầy đủ thông tin để liên hệ nhé. Học online, thời gian linh hoạt và học qua dự án thật 100% luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với video nhé. Bây giờ mình sẽ thử qua về tạo model bằng lệnh prompt. Mình paste lệnh prompt vào và ấn generate thôi. Mỗi lần nữa sẽ cho mình 4 kết quả. Chất lượng khá là ok, tuy nhiên thì mình không đánh giá cao lắm. Và cái cách này thì mình nghĩ là mình nên tạo hình ảnh bằng một con AI khác để sử dụng tính năng multi image của con AI này. Như vậy thì độ chính xác của model sẽ cao hơn. Bây giờ thì mình sẽ xem qua một số tính năng nữa. Mình kiểm vào đây. Ở đây thì có các mục như là tạo animation này, giảm lưới cho model, tạo texture cho model, tức là mình sẽ upload model lên và mình sẽ có một cái ảnh tham khảo. Tạo cái model bằng từ avatar, hoặc tạo từ avatar mình có thể tạo ra model trong game, hoặc là tạo model từ ảnh sketch. Thì mình nghĩ là nếu mảng kiến trúc nội thất thì mình hoàn toàn có thể kết hợp sử dụng ba cái mục này. Đầu tiên là tạo model, tạo texture cho model. Đầu tiên sẽ là phần up model lên, tiếp theo là phần mô tả, mình có thể mô tả bằng lệnh prompt hoặc là up ảnh tham khảo. Mình sẽ check thử này. Ở đây thì nó có phần model này, phần ảnh tham khảo này, thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Tương tự này, phần giảm lưới cho model này, mình sẽ có thể upload hình
tạo model từ lệnh form, upload ảnh lên, hoặc là mình upload trực tiếp model, nó sẽ giảm lỗi cho mình. Và phần SketchUp 3D thì là tạo model từ ảnh sketch. Mình sẽ thử một ảnh sketch và mô tả về cái sản phẩm mình muốn. Sau đó mình sẽ tạo ra xem chất lượng như nào. Mình sẽ điền lệnh prompt cho nó và ấn generate. Chất lượng khá tốt đúng không? Tiếp theo là phần workflow. Workflow thì mình có thể tích vào đây để mình xem các workflow này. Đầu tiên mình sẽ tạo model bằng prompt mô tả. Thứ hai là tạo model từ hình ảnh. Hai cái này thì mình đã sử dụng rồi. Cái thứ ba là tạo nhân vật từ prompt và dáng có sẵn. Cái thứ tư là tạo nhân vật từ ảnh và dáng có sẵn. Tiếp theo là giảm lưới sản phẩm từ câu prompt. Tiếp nữa là giảm lưới sản phẩm từ hình ảnh và giảm lưới sản phẩm từ model. Tiếp theo là tạo nhân vật từ nhiều hình ảnh. Và cái cuối cùng là tạo sản phẩm từ nhiều góc nhìn. Và phần access chính là những cái model mà mình đã tạo ra. Hy vọng bạn thấy công cụ này hữu ích. Cá nhân mình thấy thì đây là một trong những AI tạo model 3D tốt nhất hiện tại. Nhất là khi nó miễn phí nữa. Nếu bạn thấy video hay, nhớ bấm like, comment cảm nhận bên dưới. Và đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới về công cụ AI, tượng hình, render 3D và chia sẻ kinh nghiệm trong ngành. Và mình là Đức. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Hoặc trong lớp học của mình nhé. Xin chào.